Cuốn 59 Giải thích phẩm Xá Lợi thứ 37. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Thiết Lợi La thứ 35. Kinh Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, Kiểu Thi Ca, nếu Xá Lợi Phật đầy Diêm Phù Đề làm một phần, lại có người viết quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật làm một phần, trong hai phần ấy ông lấy phần nào? Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Xá Lợi Phật đầy cõi Diêm Phù Đề là một phần, quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật là một phần, trong hai phần ấy con thả lấy phần quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con đối với Xá Lợi Phật chẳng phải không cung kính, chẳng phải không tôn trọng. Vì Xá Lợi từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh, nhờ huần tu Bát Nhã Ba La Mật nên Xá Lợi ấy được cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Bây giờ Xá Lợi Phất hỏi Thích Đại Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật không thể lấy không sắc, không hình, không đối, nhất tướng tức là vô tướng, ông làm sao muốn chấp lấy? Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật ấy không vì chấp thủ nên xuất sinh, không vì xả bỏ nên xuất sinh, không vì tăng giảm tụ tán tổn ích nhơ sạch nên xuất sinh. Kinh Đại Bát Nhã ghi Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, không thủ không xả, không tăng không giảm, không ích không tổn, không cấu không tịnh. Bát Nhã Ba La Mật ấy không hợp cùng pháp chư Phật, không bỏ pháp phàm phu, không hợp cùng pháp Bích Chi Phật, pháp A La Hán, pháp học, không bỏ pháp phàm phu, không hợp cùng tánh vô vi, không bỏ pháp hữu vi, không hợp cùng nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, không hợp cùng bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng, không bỏ pháp phàm phu. Thích Đại Hoàn Nhân nói với Xá Lợi Phất: Như vậy, như vậy, Xá Lợi Phất, nếu có người biết Bát Nhã Ba La Mật ấy không hợp cùng pháp chư Phật, không bỏ pháp phàm phu, cho đến không hợp cùng trí nhất thiết chủng, không bỏ pháp phàm phu, ấy là Bồ Tát Ma Tát hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Tùy tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật không hành theo tướng hai pháp, không có tướng hai pháp là Bát Nhã Ba La Mật, không có tướng hai pháp là Thiền Ba La Mật cho đến Thí Ba La Mật. Bây giờ Phật tán thán Thích Đại Hoàn Nhân: lành thay Kiều Thi Ca, như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật không hành theo tướng hai pháp, không có tướng hai pháp là Bát Nhã Ba La Mật, không có tướng hai pháp là Thiền Ba La Mật cho đến Thí Ba La Mật. Kiều Thi Ca, nếu người muốn có được pháp tánh hai tướng là người muốn có được Bát Nhã Ba La Mật hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì pháp tánh và Bát Nhã không hai không khác, cho đến Thí Ba La Mật cũng như vậy. Nếu người muốn có được thật tế pháp tánh, tánh bất khả tư nghỉ hai tướng, là người muốn có được Bát Nhã Ba La Mật hai tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và tánh bất khả tư nghỉ không hai không khác. Kinh Đại Bát Nhã ghi, nếu người muốn khiến Bát Nhã thậm thâm cho đến Thí Ba La Mật có hai tướng, là muốn khiến pháp giới như như pháp tánh thật tế bất từ nghỉ giới cũng có hai tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã thậm thâm cho đến Thí Ba La Mật đều cùng với pháp giới cho đến bất tư nghỉ giới không hai không khác. Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy người thế gian và chư thiên Atula nên lễ bái cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các Bồ Tát Ma Tát học Bát Nhã Ba La Mật mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, con thường ngồi trên nhà thiện pháp, nếu khi còn không có ở trên tòa, thấy các thiên tử đến cúng dường con, làm lễ đi quanh chỗ con ngồi rồi đi trở lui, các thiên tử nghĩ rằng Thích Đại Hoàn Nhân ở tại chỗ này nói pháp cho các trời 33 nghe như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, ở chỗ có chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, vì nói cho người khác nên chỗ ấy chư thiên rồng Dạ Xoa Càn Các Bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Giả trong mười phương đều đến lễ bái Bát Nhã Ba La Mật và cúng dường xong lui về. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra chư Phật và tất cả dụng cụ vui thích của chúng sinh. Xá Lợi chư Phật cũng là nhân duyên trú xứ cho trí nhất thiết chủng. Vì vậy Bạch Thế Tôn, trong hai phần ấy con lấy Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa Bạch Đức Thế Tôn, nếu con thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật tâm sâu vào trong pháp, khi ấy con không thấy tướng sợ hãi. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật ấy không tướng, không mạo, không ngôn, không thuyết,
Bạch Đức Thế Tôn không tướng không mạo, không ngôn không thuyết là bát nhã ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật nếu có tướng chẳng phải vô tướng. Thầy, chư Phật không thể biết tất cả pháp không tướng, không mạo, không ngôn không thuyết. Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật thật là không tướng không mạo, không ngôn không thuyết, nên chư Phật biết tất cả pháp không tướng không mạo, không ngôn không thuyết, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các đệ tử nói các pháp cũng không tướng, không mạo, không ngôn, không thuyết. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy, tất cả thế gian, trời, người, Atula, đều nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, hương hoa ảnh lạc, cho đến phan lọc. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thọ trì bát nhã ba la mật, thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng và viết chép cúng dường hương hoa, cho đến phan lọc, người ấy không đọa địa ngục súc sinh ngạ quỷ, không rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật cho đến chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thường thấy chư Phật. Người ấy từ một cõi Phật đến một cõi Phật, cúng dường chư Phật, cung kính tôn trọng tán thán hương hoa cho đến phan lọc. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phật, đấy 3.000 đại thiên thế giới làm một phần, quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật làm một phần, trong hai phần ấy, con lấy phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật ấy sinh Xá Lợi chư Phật. Thế nên Xá Lợi được cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nhờ cúng dường cung kính Xá Lợi nên được thọ phước lạc ở cõi trời, cõi người. Thường không bị đọa vào ba đường ác, được như sở nguyện. Dần dần dùng pháp ba thừa và niết bàn. Thế nên Bạch Đức Thế Tôn, hoặc có thấy Phật hiện tại, hoặc thấy quyển kinh bát nhã ba la mật bằng nhau không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật và Phật không hai không khác. Luận hỏi: trên lấy việc dựng tháp bảy báu so sánh việc cúng dường bát nhã ba la mật nghĩa đã đầy đủ, sau này phải còn đem Xá Lợi và quyển kinh so sánh nhau. Đáp: trước nói tháp bảy báu là chú xứ của Xá Lợi, này chỉ nói rõ Xá Lợi so với quyển kinh. Xá Lợi tuy không bằng bát nhã, song đầy cõi Diêm Phù Đà, còn bát nhã thâm diệu, nên chỉ nêu quyển kinh. Lại nữa, người xuất gia phần nhiều tham trí tuệ, vì trí tuệ là nhân duyên giải thoát. Còn người tại gia phần nhiều tham phước đức, vì phước đức là nhân duyên vui. Người xuất gia phần nhiều tham vật do ý thức biết, còn người tại gia phần nhiều tham vật do năm thức biết. Thích Đại Hoàn Nhân đã được quả báo phước lạc rất lớn, rất là tôn thắng giữa người tại gia. Vì vậy nên Phật hỏi Thích Đại Hoàn Nhân: Thích Đại Hoàn Nhân thưa, trong hai phẩm ấy, còn lấy phần quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, trong đây tự nói nhân duyên. Bạch Đức Thế Tôn, còn không dám khinh mạng, không cung kính Xá Lợi. Còn biết cúng dường bằng hạt cải được công đức vô lượng vô biên, cho đến khi thành Phật, công đức không cùng tận, huống gì cúng dường Xá Lợi để cõi Diêm Phù Đà. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Thọ Thân bèn có Xá Lợi, người không xem quý. Khi được thành Phật, Xá Lợi do bát nhã huân tu, nên người đều cung kính tôn trọng cúng dường. Vì vậy nên trong hai phần con lấy phần thắng. Hỏi: Xá Lợi Phất đã biết Thích Đại Hoàn Nhân do vì thế đế nên nói lấy bát nhã ba la mật, cớ sao còn nạn hỏi? Đáp: Thích Đại Hoàn Nhân vì tại gia bị phiền não trói buộc, năm dục che lấp, mà nói được bát nhã ba la mật, việc ấy hy hữu. Vì vậy Xá Lợi Phất gạn hỏi, muốn Thích Đại Hoàn Nhân trở lại hỏi thâm nghĩa của Phật. Cho nên nạn hỏi: Thích Đại Hoàn Nhân thuận theo ý Xá Lợi Phất đáp rằng như vậy. Ý của Thích Đại Hoàn Nhân là đối với hết thảy pháp không có hai tướng, không cho Xá Lợi Phật là nhỏ, không cho bát nhã ba la mật là lớn. Bát nhã ba la mật không có tướng hai tướng phân biệt, mà vì lợi ích cho hàng Bồ Tát mới phát tâm, nên theo thế đế nói bát nhã ba la mật như vậy, làm cho tâm chúng sinh không hai không phân biệt. Vì lợi ích lớn nên con lấy bát nhã. Khi ấy Phật tán thán Thích Đại Hoàn Nhân: lành thay, lành thay, vì có thể phân biệt các pháp và có thể khéo nói tướng bát nhã là tướng không hai, cho nên tán thán. Trong đây Phật tự nói thí dụ, nếu người muốn phân biệt pháp tánh thật tế làm hai phần, là người ấy muốn phân biệt bát nhã ba la mật làm hai phần. Đế Thích tự nói bát nhã, lại nghe Phật lập lại, tâm ông thành tịnh, tin sâu hoan hỷ, nói hết thảy thế gian nên lễ kính. Thích Đại Hoàn Nhân tự nói nhân duyên, tất cả Bồ Tát học bát nhã ấy chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại trong đây lấy thân mình để ví dụ, thân mình ví dụ Phật, quyển kinh bát nhã ví dụ chỗ ngồi. Có người nói
Thân mình ví dụ bát nhã, chỗ ngồi ví dụ xá lợi. Thế nên trong hai phần, con lấy phần quyển kinh bát nhã. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, còn nếu thọ trì đọc tụng bát nhã, khi ấy cho đến không thấy có dấu hiệu sợ hãi, huống gì sợ hãi thật. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp không tướng, không ngôn không thuyết, bát nhã ba la mật hay khiến người tu ngộ được pháp vô tướng ấy, cho nên không sợ. Người thọ trì cúng dường bát nhã không bị rơi vào ba đường ác và ba thừa, đời đời không lìa chư Phật, thường cúng dường mười phương chư Phật. Thế nên đối với bát nhã ba la mật, hết thảy thế gian nên cúng dường. Lại nữa, Phật mở đầu bằng lấy xá lợi Phật đầy cõi Diêm Phù Đà để thích rõ hai việc hơn thua. Vì hết thảy chúng sinh nên tăng rộng xá lợi đến ba ngàn đại thiên thế giới. Trong đây tự nói nhân duyên, thấy bát nhã ba la mật cùng với thấy Phật ngang nhau không khác. Kinh. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, như Phật ở đời thị hiện ba việc đản sinh thành đạo nhập niết bàn, và nói 12 bộ kinh từ Tu Đa La Kỳ Dạ cho đến Yêu Ba Đề Xá, lại có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng giảng nói bát nhã ba la mật, hai việc ấy bằng nhau không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì từ trong bát nhã ba la mật ấy xuất sinh ba việc thị hiện và 12 bộ kinh từ Tu Đa La cho đến Yêu Ba Đề Xá. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, mười phương chư Phật ở đời thị hiện ba việc nói 12 bộ kinh từ Tu Đa La cho đến Yêu Ba Đề Xá, lại có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật, vì người khác nói hai việc ấy bằng nhau không khác. Vì sao? Vì từ trong bát nhã ba la mật xuất sinh chư Phật và 12 bộ kinh từ Tu Đa La cho đến Yêu Ba Đề Xá. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có người cúng dường chư Phật trong mười phương thế giới như số cát sông Hằng, cung kính tôn trọng tán thán hương hoa cho đến phan lọng, lại có người chép quyển kinh bát nhã ba la mật, cung kính tôn trọng tán thán hương hoa cho đến phan lọng, phước kia bằng nhau, vì mười phương chư Phật đều từ trong bát nhã ba la mật xuất sinh.